rất là đau. Tôi đã vượt qua bằng cách đó, cho nên tôi biết rõ đừng để lại bất cứ kỷ niệm gì, bằng không sẽ băng hoại. Tôi đã bỏ hết tất cả mọi thứ rồi, chỉ còn lại mấy tấm hình này. Nếu ngày hôm nay không tới, tôi thật không thể nào yên tâm nữa. Tôi vẫn còn coi nó. Tôi đang nghĩ, tới chừng nào tôi mới không coi, sẽ quên nó đi. Vậy không được. Chúng tôi đều biết rõ, bây giờ đối với tôi mà nói, để lại một chút kỷ niệm thì cũng vô dụng. Thứ tư tuần này chúng ta phải có 5 tủ hàng để gửi ra ngoài. 2 cái gửi đi Amsterdam, 3 cái gửi đi San Francisco. Còn cái việc mất điện ngày hôm qua ở xưởng thăm trấn cũng đã điều tra rồi. Cái đó có liên quan tới sự trở ngại kỹ thuật của nhà máy phát điện. Tránh ra giùm. Chúng ta tiếp tục đề tài kế tiếp đi. Alo, đặc chủ biên, ngày hôm nay không có đi làm sao? Hình như nghe nói cô ta cảm thấy mệt đó. Tôi cũng không có rõ ràng. Chính lý xong nó nghe điện thoại đó. Tổng tài kiếm. Tổng tài. Cho tôi số điện thoại cộng tác của đại chủ biên. Dạ được, tôi lập tức kiếm giùm cho ông nha. Nè nè, hãy ăn trái cây đi. Cô khỏi quan tâm nữa. Tôi qua sẽ công bê tờ cho Vũ Di. Coi đó,
Vừa biết gì gì bị bệnh tan sở là tới thăm nó liền. Con sửa computer cho nó. Không gì đâu. Dì dì à, từ lúc đi học cho tới đi làm không có xin nghỉ phép. Hồi trước hả, ở trên vách tường này của nó dán toàn là những bằng khen, chăm chỉ siêng năng. Cái đó em biết chứ. Ăn nghỉ à? Hả? Đi hỏi nó coi ăn trái cây hay không. À. Dì dì, nghỉ ngơi một ngày rồi, đỡ phần nào chưa? Dì dì, Hằng Nghị đang nói chuyện với con. Hỏi con có đỡ chưa? Bây giờ mấy giờ? Hình như mới hơn 8 giờ. Phải. Con đi đâu? Con đi mua chút đồ. Nhưng con nói thấy mệt. Đã khuya rồi, Hằng Nghị đi với nó đi. Không, con lập tức trở về ngay. Dì dì. Wow, thiệt hay chơi. Ê, chú Biên. Nè, xin lỗi. Xe của cô đâu? Nhỏ tiếng chút. Tại sao bữa nay cô không đi làm vậy? Xin phép nghỉ dài. Chỉ là vô tổ chức, vô kỷ luật. Viết kiểm điểm đi. Nói xong rồi chưa hả? Không cần đâu, tôi được mà. Để cho tôi. Giỡn trò gì vậy? Nếu như muốn khuất trường công ty thì cái việc làm bản kế hoạch đi, còn phần việc mới dự tính để lo cho. Tân thì vốn phải thận trọng, trước mắt mọi thứ được vào quỹ đạo. Về phương án thu mua họp thẳng em nghĩ thế nào? Tôi không tán thành việc tăng vốn đầu tư. Tôi cảm thấy cần phải đi chứng được sách lượng. Tâm thái là sự nghiệp của em còn bảo thủ hơn là việc làm tạp chí đó. Xuất bản tạp chí chẳng qua là lý tưởng mà thôi. So với phương án thu mua của anh, cái đó không có gì đáng kể. Nhưng mà hơi sức bỏ ra vì cái chuyện không đáng kể đó còn hơn là cái chuyện quan trọng nữa. Tôi không trách cứ em đâu. Nói một cái thẳng thắn, tôi đã rất thích Vũ Duyên. Tôi còn muốn mời cô ta đi ăn bữa cơm nữa đó. Vừa vừa phải thôi nha. Tôi nghĩ là em cũng nên vừa vừa phải. Hai chúng ta từ lúc sáng nghiệp cho tới bây giờ đã biết bao nhiêu năm rồi. Trên đời này ai hiểu rõ em nhất ngoài chị Hàm ra? Ngoài cô ta ra là tôi đó. Thôi đừng làm bộ nữa. Cái chuyện này vì công vì tư, tôi phải nói rõ ràng cho em biết.
Được. Nếu như sự quen biết của hai chúng ta thật sự tới mức độ đó, như vậy bao nhiêu năm qua, sự hiểu rõ của tôi đối với anh chắc không có thua vào bản thân anh đâu. Anh muốn bạn phải không? Vậy tôi nói rõ ràng cho anh biết, anh ở Đông Kinh có thể có một cô gái, ở Bali cũng có thể có một tình nhân. Đó là tự do của anh. Nhưng mà về công về tư, tôi tuyệt đối không để cho anh dùng phương thức đối phó những người đàn bà khác để đối phó với Vũ Di. Được lắm. Vậy chúng ta bắt đầu nói về cái đề tài này đi. Đúng vậy, tôi rất ham chơi. Nhưng mà tôi biết rõ, chơi là chơi. Tôi đã phân biệt rõ ràng cái lắm, là người nào có thể chơi được và người nào không thể nào chơi. Và tôi có biết rõ mà đã chơi nổi. Còn em đã có thử chưa? Từ lúc em quen với Chi Hàm cho tới bây giờ, em có quen với người đàn bà khác làm cho em siêu lòng hay không? Em đã từng lạc lối rồi chưa? Từng dùng dĩ rồi chưa? Hả? Em phân biệt cái gì là thực tình, cái gì là chơi qua đường hay không hả? Nếu những vấn đề đó em có thể trả lời cho tôi biết, kể như là tôi nhiều chuyện, ok? À, bà Hoa. Chào bà. Tổng quán ngày hôm nay đi đánh banh rồi. Bà không có biết hả? Tôi biết, tôi tới đây kiếm cô đó. Cái này tặng cho cô là sản phẩm mới của công ty chúng tôi. Bởi vì còn chưa tung ra thị trường cho nên trong tay không có nhiều, đành phải kêu cô xuống đây. Đây là vũ khí bí mật của đàn bà đó. À, cái này thật là quan trọng quá. Không sao đâu, bình thường cô giúp đỡ cho quan tổng nhiều như vậy, mệt mỏi cho cô. À, đó là cái điều tôi phải làm. Vậy tôi đi trước. Vậy tôi không tiễn ông nha. Ừ. Tạm biệt. Tạm biệt. Tôi không biết trong lòng anh nghĩ như thế nào. Tình cảm với tôi và chị Hàm anh là người cần phải hiểu rõ nhất. Tại sao lại hỏi vấn đề như vậy? Có đôi khi tôi cảm thấy con người của em thật sự giả dối một chút nữa. Thánh nhân có phàm tâm nữa mà. Hả? Nếu như em có thể hiểu rõ chút phàm tâm nó của em, anh rất yên tâm. Còn nếu như em muốn sống với phương thức gạt người gạt mình như vậy, trước sau gì cũng có chuyện. Cái gì gạt người gạt mình hả? Tôi không hiểu. Cái đó chính là gạt người gạt mình. Bộ tưởng tôi không nhìn thấy ánh mắt quan tâm với em và Vũ Hàm hay sao? Tại sao tôi mời cô ta tham dự vào đi? Chơi độc quá nha. Còn em đánh giá mình cao quá đi. Em tưởng là em giấu giếm mình thật là kỹ. Tôi dò thám em thử mời cô ta ăn bữa cơm mà em có thể giận tới như vậy? Đó là thử thôi sao? Cái đó rõ ràng tấn công người khác mà. Tôi có trách nhiệm bảo vệ Vũ Di, bởi vì cô ta là người của công ty. Bởi vì quan hệ tình cảm đặc biệt với em và cô ta, tôi đoán không sai. Phải, tôi có tình cảm đặc biệt đối với cổ. Nhưng mà không phải trong cái khuôn khổ năm quan nữ ái giống như anh đâu. Tôi chỉ xem trọng chuyên nghiệp của cổ. Tôi thích sự chấp nhất về tình cảm của cô ta đối với lý tưởng. Cô đã làm tôi nhớ lại cảnh hồi nhỏ của tôi. Vì vậy tôi muốn cô ta cho tôi một cơ hội để cô ta có thể chứng minh bản thân mình. Không phải vậy mà thôi, không phải để cô ta có địa vị và tôn nghiêm của người đàn bà cần phải có trong việc của họ. Tôi không biết tình cảm đặc biệt đó của chúng tôi ở trong cái thế giới nam quan nữ ái tay bồng tay bế của anh có thể được nhìn nhận hay không, có thể được hiểu rõ hay không. Lời nói của em thật lắm đó, anh chấp nhận. Nếu sự việc thật sự giống như lời em nói, anh xin lỗi với em. Kể như anh lấy lọc tiểu nhân đo lòng quân tử hả? Nhưng mà sự việc không có đơn giản giống như em tưởng đâu. Vậy thì em phải cẩn thận một chút hả? Chị Hàn Thà là người bị ngọc nát, còn Vũ Di em đương nhiên là hiểu rõ rồi. Cái trò chơi với hai người đàn bà, nếu như em chơi không khéo thì giống như là hai con dao vậy, mất sự nghiệp và mất gia đình.